Vì sao nói ăn quận 5 nằm quận 3, xa hoa quận 1, chấn lột quận 4? Nếu là dân Sài Gòn, hẳn bạn đã từng nghe câu ăn quận 5 nằm quận 3, xa hoa quận 1, chấn lột quận 4. Chỉ vòn vẹn 4 câu ngắn ngủi nhưng lại lột tả được đặc điểm của 4 quận, nơi mà từng là hòn ngọc viễn đông này. Ăn quận 5. Quận 5 là nơi cư dân của cộng đồng người Hoa tập trung đông nhất. Nơi đây nổi tiếng với nhiều nhà hàng, khách sạn mang phong cách và hương vị Trung Hoa. Và người Việt vốn luôn cho rằng ăn cơm tàu là ngon, là sang. 10 đám cưới thì ở Việt Nam có đến quá nửa là chọn thực đơn tàu. Vậy nên nói ăn quận 5 chính là có ý như thế. Nằm quận 3. Quận 3 là khu vực có nhiều nhà, biệt thự đẹp, cư xá, cao ốc khang trang tọa lạc trên đường Tú Xương, Đoàn Thị Điểm và Hồ Xuân Hương. Không chỉ vậy, không gian nơi đây còn rợp bóng cây mát mẻ, êm đềm và yên tĩnh. Xung quanh các nhà khu không có hàng quán, chợ búa nên không có nhiều tiếng ồn, náo nhiệt, do đó ở quận 3 là lý tưởng nhất. Xa hoa quận 1. Có thể nói các dinh thự, ngân hàng, công ty, trung tâm mua sắm lộng lẫy và bề thế đều tập trung tại quận 1. Các công trình nhà hát, sân khấu, phòng trà, quán bar cũng chiếm số lượng lớn. Không chỉ ban ngày, ban đêm nơi đây cũng vẫn rất rộn ràng và nhộn nhịp. Những ngày lễ hội, người người từ khắp nơi đều đổ về đây để được chiêm ngưỡng và thưởng thức những màn biểu diễn ca múa nhạc của rất nhiều ngôi sao. Do vậy mới có câu xa hoa quận 1 là vậy. Chấn lột quận 4. Ai đã từng ở Sài Gòn có lẽ sẽ đều biết đến quyển tiểu thuyết Điệu dù nước mắt của nhà văn Duyên Anh. Tác giả đã lấy bối cảnh là quận 4 để kể về cuộc đời của tên trùm du đãng Trần Đại và đàn em, nghĩa tay giang hồ anh chị nhưng nghĩa khí, dám đương đầu với cảnh sát để bênh vực những người lao động cô thế. Quyển tiểu thuyết rất nổi tiếng thời bấy giờ. Tuy cách quận 1 có một con sông, một cái cầu như cây cầu Ông Lãnh, nhưng đời sống ở hai quận thật là cách biệt. Từ xưa quận 4 đã là quận nghèo, nơi đây đa số dân lao động, thợ thuyền, buôn bán nhỏ, công nhân khuân vác ở kho cảng Sài Gòn. Họ ở trong những căn nhà lụp sụp, những ngõ hẻm tối tăm, nơi tệ nạn xã hội hoành hành không thể kiểm soát. Quận 4 là mảnh đất màu mỡ, căn cứ địa của các băng đảng xã hội đen, buôn lậu, mại dâm, ma túy, trộm cắp, cướp giật. Thậm chí có những con đường ban đêm không ai dám đi một mình, giật dây chuyền, túi sách, cướp xe là chuyện cơm bữa hàng ngày. Quận 4, quận chấn lột có tên là thế. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.